nhắc đến huyện A Lưới ở tỉnh Thừa Thiên Huế, hình dung ban đầu của hầu hết mọi người sẽ là những hình ảnh về một huyện miền núi còn giữ được nhiều vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên và nghề dệt giềng đã nổi tiếng từ lâu. Dệt giềng được xem là nghề truyền thống tiêu biểu của người Tà Ôi ở huyện vùng cao này. Nét độc đáo và riêng biệt của dệt giềng là người dệt sẽ đưa cườm trực tiếp vào sản phẩm để dệt thay vì đính lên vải. Đây là cách tạo hoa văn duy nhất bằng cườm, không tạo hoa văn bằng chỉ màu như dệt thổ cẩm ở các nơi khác. Chính vì vậy, sản phẩm làm từ giềng được nhiều người ưa chuộng. Nhưng từ bao đời nay, với người Tà Ôi cũng như một số dân tộc khác, việc dệt giềng chỉ nhằm phục vụ nhu cầu may mặc trong gia đình hay mang đi đổi nhu yếu phẩm của người dân trong bản làng mà thôi. Vì vậy, trong một thời gian dài, nghề bị mai một, chỉ còn một bộ phận nhỏ người dân vẫn giữ phong tục sử dụng sản phẩm dệt giềng. Nhưng hiện nay, nghề dệt giềng đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người ở A Lưới, giúp họ tăng thu nhập và thậm chí là thoát nghèo. Và năm 2008 mình thành lập tổ cơ độc là người bắt đầu hợp tác xã thị trấn này tổ chức là giúp tập trung một chị em rộp tàn được với bọn thu nhập từng ngập bạc mà ai chị em mà đo có về chạm tặng bạc cân nặng lên tan chạm là vừa ta như tập trung và đơn đặt hàng dừng là tội dệt thì tròn hỉ lục cái tan cái như lục nào lục tổng lục hơn mới cho tới nghi tại mới tịch là năm vợ đồng nói bồn tịch và đồng 200-300 bồn trăm mà theo mà được cái này tịch mà tự là và này chặt rạc cái trọng rọt để che đạp được cho ấy ngày ấy này vì ấy mà đầu vì trong nghề chặt chèn là cái in là nấm hôi vì chặt chèn cái bồn tịch cái bồn tủa hay những cái vì nào giúp đỡ ấy, tạo điều kiện hay bồn tịch cái vai trò hay phụ nữ hèn cằn hè ì cái hè hôi khẳng định hơn cái hàng gia đình cái xã hội ấy, những cái. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì kinh tế gia đình khởi sắc không có nghĩa là đời sống của phụ nữ A Lưới cũng thay đổi. Không chỉ dệt giềng, phụ nữ ở đây vẫn phải đi nương, làm rẫy, chăm sóc con cái, làm mọi việc nội trợ trong gia đình và phục vụ chồng. Chưa hết, họ còn là những nạn nhân thường xuyên của bạo lực gia đình mỗi khi chồng nhậu say, chồng không vui hay vì bất kỳ lý do nào khác. Bạo lực gia đình, bạo lực giới luôn là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, thể hiện dưới nhiều hình thức như lạm dụng tình dục, thể chất, tinh thần và kinh tế, phân biệt đối xử hoặc kỳ thị giới. Ở A Lưới cũng vậy, chuyện bạo lực gia đình phổ biến đến nỗi phụ nữ coi đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Và họ nhịn, họ chịu đựng, họ sống chung với nó, chẳng còn nghĩ đến chuyện phản kháng. Nhưng rồi một chương trình nâng cao nhận thức của phụ nữ A Lưới đã đem tới cho cuộc sống của họ những thay đổi hết sức đáng ghi nhận. Chúng tôi thấy, chúng tôi nói là tên gọi của một triển lãm ảnh được trưng bày tại Hà Nội trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Và hiện vẫn đang được triển lãm lưu động qua tất cả các xã nằm trong địa phận của huyện A Lưới. Phải nói rằng, mỗi ngày có rất nhiều triển lãm ảnh có quy mô lớn nhỏ khác nhau được mở cửa ra mắt công chúng. Vì vậy, việc xuất hiện của triển lãm Chúng tôi thấy, chúng tôi nói chẳng phải là sự kiện to tát hay nóng bỏng gì cho lắm. Nhưng quả thật là những ai đã ghé qua triển lãm đều không dễ gì quên được những câu chuyện, những thông điệp xúc động đến ám ảnh được kể qua những góc máy rất ngây ngô, bình dị. Tại sao lại như vậy? Những tấm ảnh đó chính là lời kể chân thực về cuộc sống, về gia đình, về tâm tư tình cảm của những phụ nữ A Lưới đã được nhắc tới trong phần đầu chương trình. Với mong muốn đóng góp cho việc thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới thực hiện dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói để hỗ trợ những người phụ nữ A Lưới kể chuyện về cuộc sống, gia đình, phân công lao động và các vấn đề liên quan đến giới. Những phụ nữ tình nguyện tham gia vào dự án đã được tập huấn tìm hiểu về bình đẳng giới và bạo hành giới,
được tập huấn về cách chụp ảnh và kể chuyện. Cũng chính họ trở thành những người chụp ảnh về cuộc sống hàng ngày của phụ nữ ở địa phương. Triển lãm ảnh Chúng tôi thấy, chúng tôi nói chính là một phần thành quả của dự án mà những phụ nữ A Lưới đã có được với không ít khó khăn. Cũng có cái khó khăn, thuận lợi là nhờ là có cái dự án là mình thuận lợi được để đi chụp. Nhưng mà cái khó khăn nữa, mình phải là trước khi mình chụp ảnh thì là không thể là mình chụp để cho họ biết. Này, nhất là cái đời, chủ này là có cái chỗ bạo lực, chỗ đô dung mà mình đang làm. Rồi là không cho bên gia đình nào biết. Mà người nhóm nhưng mà cùng bên cạnh là phải đi chúc. Đi chúc vì nghe là cái bạo lực nạn nhân trong gia đình thì mình phải cố gắng là giúp bạn bè đi chúc. Nhưng mà người chúc này là trong nhóm sản xuất của mình chúc. Trong cái nhóm mà thực hiện cái dự án là bình đẳng giới thì chị em là rất là khó khăn, rất là năn nỉ, mình phải dành thời gian mặc dù bận rộn ở nhà, mình phải chỗ mô mình thấy là họ gặp trường hợp khó khăn này nọ, trường hợp nữa là mình phải dành thời gian một ít để đi chụp mấy cái hình này, nhất là có cái chị mà chụp ảnh đi lao động, chị là phải lao động ở làng quê, chị đi chụp cái ảnh nữa là chụp trong thời gian chị đang bầu đó, mấy cái ảnh nữa chị đang bầu nữa, rồi khi chị sinh ra cũng là chị dành thời gian chị đi chụp. Tuy nhiên, kết thúc dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói, điều mà chị em phụ nữ A Lưới và cả những người quanh họ nhận được không chỉ là một triển lãm ảnh nho nhỏ mà còn là những giá trị lớn hơn rất nhiều. Mà chứ là chị em thấy là chị em trong nhóm thấy là rất phấn khởi. Mình chúc được, mình nêu lên được tiếng nói của mình nêu lên được cái hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, trong gia đình của mình để là cho cộng đồng biết là cái này là rất là khó khăn. Nhưng mà chị em thấy là khi mà các em thanh thạo biết chụp ảnh rồi là các em thấy phấn khởi và nhẹ nhõm hơn. Thấy là vui vẻ hơn so với chưa có cái dự án này. Và từ khi có cái dự án này là chị em mình chọn trong nhóm là được 35 chị, nhưng mà chọn 15 chị những người hoàn cảnh khó khăn để trực tiếp để mà chúc anh, để mà hòa nhập với cộng đồng, và chứ chị em rất là vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn những gì mà dự án Chúng tôi thấy, chúng tôi nói đã đem đến cho phụ nữ A Lưới, chúng tôi đã tìm đến Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số để gặp bác sĩ Phạm Vũ Thiên. Bác sĩ Phạm Vũ Thiên chính là người đưa ra ý tưởng này và cũng là người đưa dự án này vào thực tế. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ Phạm Vũ Thiên ạ, và rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình tôi ạ. Vâng, cảm ơn chị. Khi mà chúng tôi tham gia cuộc triển lãm ảnh Chúng tôi thấy, chúng tôi nói thì chúng tôi được biết đó là ý tưởng của anh. Vậy xin anh có thể cho biết là anh có được ý tưởng triển lãm ảnh đó xuất phát từ đâu ạ? Cái đây khoảng 3 năm thì được các người bạn của tôi mời đến làm một cái việc với A Lưới. Tức là lúc đấy thì là muốn làm một cái vở kịch về những người khuyết tật, trẻ em khuyết tật, và những các cái mối quan hệ của các em và những các cái tổn thương mà các em nhận được, không phải là vì vấn đề khuyết tật mà vì cộng đồng. Thế thì lúc đó thì chúng tôi có cố gắng là gì viết kịch, muốn lấy các câu chuyện để viết, nhưng mà cái người địa phương thì họ không kể câu chuyện, không thuộc được thoại. Mình quay sang một hình thức khác là mình ghi hình lại các cái lời kể câu chuyện đó. Vâng, trò chuyện với các chị khi tham gia triển lãm thì tôi cũng thấy gần như các chị cũng không thành thạo tiếng Kinh cho lắm. Nhiều người họ nói vẫn còn rất là khó khăn. Và tôi thấy rằng là cái cách truyền tải câu chuyện bằng hình ảnh như vậy lại do chính những cái người phụ nữ đó cầm máy và họ kể lại câu chuyện của họ hoặc của những bạn bè, chị em phụ nữ của họ bằng máy ảnh. Nhưng họ lại là những người mà có thể nói là trước đây chưa hề tiếp cận với máy ảnh. Vâng, anh làm thế nào để có thể giúp họ sử dụng thành thạo máy ảnh và lại còn ra được những cái sản phẩm tuyệt vời như vậy ạ? Đúng, các chị hoàn toàn không hề biết gì về máy ảnh, trước giờ chưa bao giờ cầm máy. Ví dụ nhà có một cái máy ảnh thì thường bao giờ là ông nam giới, nhưng thường là chỉ có một vài chị em có người thân ở làm gọi là cơ quan nhà nước hay là gì đó, nhưng mà hầu như việc chụp ảnh là chưa bao giờ chị em nào được chụp cả. Thế thì tôi có một cái hội thảo gọi là hội thảo tập huấn, một cái hướng dẫn về vấn đề chụp ảnh cho chị em, và thứ xong rồi bắt đầu
khuyến khích các chị rằng các chị có thể chụp được. Thì các chị bắt đầu cầm máy và các chị tập trong cùng với nhau, xong các chị mà đi cùng nhau đi cộng đồng, đi xuống các nhà rồi đi rừng các thứ chị chụp với nhau. Và lúc mà đưa ảnh về thì chúng tôi thật sự là ngỡ ngàng vì có những cái góc máy mà tất nhiên tôi là cái người nghiệp dư về nhiếp ảnh, nhưng mà tôi thấy rằng là có những góc máy mà mình nếu mà mình cầm máy có khi mình cũng đắn đo mình không chụp được, nhưng mà các chị lại chụp được và có những cái góc máy rất là tốt, góc máy rất là tốt, hình ảnh rất là tốt. Nếu mà trong phương pháp này thì cái việc mà đưa ra những hình ảnh mà nó mang tính gọi là rất chặt chẽ hoặc là rất là sáng tạo thì không phải là vậy. Các chị có thể cặp chụp một cái ảnh nó cụt chân, cụt đầu, cụt nửa trán, mà nhưng mà nó đưa ra một vấn đề là một cái chị phụ nữ đang có bầu 8 tháng mà vẫn phải đi làm việc nặng, hoặc là một cái ảnh mà một đứa bé 3 tháng tuổi nằm nhà một mình không có người chăm, mẹ thì đi cắt cỏ ở đây cắt lúa và quay về cho con ăn rồi mẹ lại tất tả mẹ đi, thì cả cái câu chuyện đó thực sự không phải các chị thì chúng tôi không bao giờ có thể, chúng ta không bao giờ có thể kể ra câu chuyện đó, hoặc là chúng ta kể là nghe đồn là có câu chuyện đó, nhưng đây là các chị đến cộng đồng đi về đi gặp và chị sang nhà hàng xóm chị nhìn thấy cái cảnh đó, chị chụp lại và chị chụp được đúng cái thời điểm đó, thì chứ không hề có một sự dàn dựng nào. Cái điểm mà rất thú vị là chính các chị em trong cái nhóm đó, chị em cũng đã rõ ràng là gì, à những câu chuyện đó hoàn toàn xưa nay chị em toàn không bao giờ dám nói ra. Và trong ai cũng muốn giữ cái thể diện cho mình và đó, cho gia đình đó, mà. Đó, và mình tìm thấy rất nhiều các cái vấn đề về giới đó và những cái bạo lực giới và các thứ khác. Vâng, tôi đã được xem những bức ảnh rất là xúc động, chẳng hạn như bức ảnh một cái mâm cơm hoàn toàn không còn đồ ăn gì trong đó cả. Đó là cái phần mà người chồng dành lại cho vợ và con chỉ vì chị ta đi sinh hoạt hội phụ nữ. Anh ta ở nhà anh ta nấu cơm và anh ta ăn hết sạch một mình, không còn gì cho vợ cho con của mình cả. Đó quả thật là những cái câu chuyện hàng ngày trong đời sống mà nếu như các chị không bấm máy, các chị không nói bằng ảnh thì không ai có thể biết được nó có thể phũ phàng như vậy. Vâng, vậy thì xin được hỏi anh là họ là những nạn nhân của bạo lực gia đình và họ phải chịu cái nhiều cái bất công như thế, vậy mà họ lại dám cầm máy chụp ảnh câu chuyện của họ, của hàng xóm, của bạn bè họ. Như vậy liệu họ có phải bí mật hay là họ có phải trốn tránh vợ, chồng họ hoặc những người khác trong gia đình để họ làm công việc này không? Cũng là một cái thách thức với một cái chương trình làm của chúng tôi, tức là chúng tôi phải nói chuyện rất kỹ với các chị về vấn đề làm cái vấn đề liên quan chụp ảnh giấu mặt, liên quan đến việc là chụp ảnh thế nào và có thể là có những cái gì nó nảy sinh xong trong quá trình mình chụp ảnh. Vì thực sự ra là đến thời điểm hiện nay nói như vậy và có thể nói ra như vậy và đưa ra hình ảnh như vậy, nhưng mà rất nhiều chị em đang đứng ở trước cái nguy cơ là tiếp tục cái bạo hoa hành nó xuất hiện từng hàng ngày. Lần này thấy được cái vấn đề này, lần sau lại vào lại thấy một vấn đề khác, thêm vấn đề khác nữa. Thì chúng tôi có nói với các chị là tốt nhất là chúng ta sẽ cố gắng chụp những cái hình ảnh mà mình có thể nói được vấn đề, nhưng mình giấu được cái nhân thân của cái nhân vật đấy, kể cả người bạo hành, kể cả người không bạo hành, kể cả những người khác trong cộng đồng, nếu như họ không cảm thấy thoải mái với việc mình chụp ảnh đấy. Và ví dụ như chúng ta nhìn thấy là có những cái bức ảnh là liên quan đến việc là hai ông nam giới mà cụng ly, thì hai ông đấy cũng là một trong những đối tượng mà rất đặc biệt của dự án. Có lúc khác thì các anh ấy khi mà bị dơ máy lên chụp thì anh đã sừng cồ rồi, nhưng có lúc thì anh lại cứ nghĩ rằng đây chúng tôi cụng ly là cái chuyện mà mọi người lại có quan tâm đến cụng ly của tôi thì lại đồng ý cho chụp ảnh. Nhưng mà đến khi mà sử dụng hình ảnh chúng tôi hoàn toàn phải xử lý là chúng ta chỉ lấy cái phần nội dung là cụng ly thôi, còn những cái hình ảnh đó là của anh A hay anh B hay là bất cứ ai trong cộng đồng đều không để lại nữa, để cho mọi người có thể cảm thấy là an toàn. Hoặc là ví dụ như là con, là những con em mà của những gia đình mà có khó khăn có ấy, hoặc là các em nó phải bươn trải trong cuộc sống, phải đi kiếm củi, phải làm nọ làm kia, thì chúng tôi cũng đành phải dùng một cách tức là nó không đẹp, tức là chúng tôi chỉ chụp quay sau lưng lại, chụp sau lưng lại hoặc là một cái góc không chụp nào đó để không thấy, hoặc là dụ như là nó chỉ là những hiện vật thôi, ví dụ như là cái tấm rèm bị cắt tan nát ấy. Trong thời điểm đó chúng tôi có một anh nhiếp ảnh là đồng nghiệp, vừa là đồng nghiệp và anh em bạn bè giúp cho cái vấn đề kỹ thuật, thì anh cũng vào chụp cái câu chuyện đó với những cái góc máy rất là ấn tượng, nhưng chị em lại không chọn, chị em lại chọn là cái ảnh này phải chụp đúng theo cái của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn đi theo ý tưởng của chị. Đấy là cái mà mang tính là cái bản quyền của chị, là được nói cái vấn đề theo cái góc độ, theo cái hình ảnh của mình chứ không phải là theo cái sự áp đặt của bất cứ một ai cả. Vâng, thực ra tôi thấy đấy là một cái góc nhìn hết sức văn minh và nhân văn, chứ không phải là mình chỉ đơn thuần là tôn trọng một con người. Bởi vì họ có góc nhìn của họ, có cuộc sống của họ và họ kể câu chuyện của họ thì họ muốn kể bằng cái góc nhìn của họ. Thực ra thì ở Việt Nam trong những năm gần đây chúng ta nói rất nhiều về bạo lực tình dục, bạo lực gia đình, cũng có rất nhiều những cái sự kiện, những cái chương trình được tổ chức để góp phần hóa giải những cái bạo lực mà người phụ nữ đang phải gánh chịu.
Thế nhưng mà đây là một cách làm mà tôi nghĩ rằng là khá là mới mẻ ở Việt Nam hiện nay. Vậy thì tôi muốn được hỏi là khi mà mình đưa mục tiêu để tiến hành cái công việc như thế này thì cho đến lúc kết thúc thì mình có nhận thấy là cái kết quả mình đạt được có cái gì vượt ra ngoài cái mà mình dự định ban đầu không, hoặc là nó không được bằng? Tất cả những gì tôi mong muốn thì có thể lúc đầu nó hơi chậm một chút, nhưng đến cuối cùng thì tôi cũng đạt được. Tất nhiên nếu như mình nói một cách là theo cái gốc của mình, tức là mình là một người xa lạ với A Lưới, xa lạ với bà con dân tộc trên đấy, mà mình tìm hiểu được gần này nhiều, thì nếu mà nói này để tìm hiểu tiếp thì tôi cũng vẫn luôn luôn là cảm thấy là mình gọi là tìm kiếm chưa hết được những vấn đề ở cộng đồng. Và mình vẫn mong mỏi là nếu mà mình mà vào mình sẽ làm theo một cách khác nữa thì mình sẽ làm sao để đi sâu hơn được nữa. Vì cái tìm hiểu đó nó đầu tiên là nó đáp ứng cái nhu cầu tìm hiểu thông tin của mình, bản thân mình. Nhưng cái thứ hai là mình tìm hiểu và mình đưa ra cho mọi người biết rằng A Lưới là vậy. Cho nên có nhẽ là chúng ta sẽ nói rằng là bóng dáng của các cái vấn đề về bạo lực về tình dục, bạo lực về sức khỏe sinh sản nó có vẻ mờ nhạt. Vì thực sự tham vọng của tôi nó hơi lớn. Tôi muốn đưa cả cái văn hóa ra, đưa cả cái cuộc sống ra, đưa cả cái vất vả ra, đưa cả cái rất nhiều cái thứ khác ra. Thành ra cái phần đó tôi cũng không cố gắng đào bới, nhưng thực sự nó cũng có khá là nhiều, có khá là một số chi tiết và đủ bắt đầu để nói về những điều đó. Thế thì nếu mà nói một cách là đến thời điểm hiện nay thì nếu không nói rằng là mình cố gắng là mình đặt thêm những cái mục tiêu mới, thì có nhẽ là những cái mục tiêu ban đầu của chúng tôi đã đạt được ở trong cái chương trình này. Thông tin đã được đưa ra, và thông tin đó đã được sử dụng theo đúng cái mong đợi của chúng tôi là đưa vào các hội thảo vận động ở địa phương, giúp cho người phụ nữ, người nam giới và kể cả những cái em ở thế hệ sau để cảm nhận về vấn đề bình đẳng giới và bạo lực giới cũng như là các cái tác động của nó. Và các em cũng chia sẻ với những cái bạn tình nguyện của chúng tôi là có những em đến nói rằng là mẹ em là người đã trải nghiệm, đã bị trải qua cái bạo lực 16 năm nay, và lúc ấy em bây giờ là 16, 17 tuổi, đang học cấp 3. Em mong muốn rằng là nam giới sẽ dừng tất cả những hành động bạo lực này lại để cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và phía chính quyền cũng có một cái hội thảo vận động với cả các cái ban ngành đoàn thể ở địa phương, các ngành chức năng, trong đó có công an, có tư pháp, có tòa án, có các cái mô hình khác, và các ban ngành để đều ghi nhận là. Thì tôi nhận thấy rằng với cái dự án này thì chúng ta không chỉ dừng ở việc vận động, mà chúng ta đã kéo được chính những cái nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, họ tham gia vào trong cái việc là chống lại và xóa bỏ cái tình trạng bất bình đẳng giới. Chúng tôi cảm nhận được cái sự lớn mạnh dần của các chị trong các cái quá trình. Ví dụ như các chị có thể nói ra, có thể chia sẻ, có thể phát hiện, có thể bày tỏ được những cái điều mà ổn ức trong mình, đã là một cái sự gọi là trưởng thành của các chị rồi. Thế còn bên cạnh đó thì cái mà để mà các chị có thể đương đầu được với cả bạo lực giới thì thực sự là một điều khó, và chúng tôi chưa đạt được điều đó. Tức là dụ như là các chị có một số chị đã từng đi kêu lên làm đơn, nhờ người làm đơn để đưa ra thưa chồng ở trước ủy ban nọ kia, thì có các chị đã làm rồi, nhưng mà nó sẽ dừng lại ở cái khía cạnh là ủy ban có hỗ trợ không, tức là người ta lại bảo là thôi việc gia đình về nhà mà giải quyết, bóng cửa bảo nhau nhẹ nhàng thôi, còn bây giờ không nên là làm mạnh làm nặng làm gì. Và chưa kể là ông chồng ông lại làm một động tác ngược, là nó nói chuyện trước với cả anh ủy ban, anh công an địa phương là vợ tao nó lăng nhăng rồi, nó linh tinh rồi, nó bổ bịch rồi, nó lại thành ra một cái cuộc là đôi co, và các chị không vượt được qua điều đó. Có người đi thưa đến 3 lần không được gì, người ta quay về. Thì chúng tôi phải nói thật là cái sự hỗ trợ chị em để chị em có thể đương đầu được, giải quyết được các cái vấn đề này là chưa. Và vậy, vì vậy chúng tôi mới đặt là gì? Vậy thì chính quyền phải vào cuộc, các ban ngành đoàn thể phải vào cuộc, và các anh sẽ phải nói gì với điều đó. Và tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cái anh cán bộ địa phương hôm trước chúng tôi được là những người mà họ thật sự họ cũng có cái suy nghĩ, và họ đang có tâm để họ làm nhiều điều với A Lưới, thì họ sẽ dành thêm thời gian để mà suy nghĩ và làm việc với những vấn đề liên quan bạo lực giới ở địa phương. Rất hy vọng là những cái vấn đề về bạo lực giới sẽ có hướng giải quyết được tốt hơn ạ. Cảm ơn sự tham gia của anh ạ. Vâng, cảm ơn chị.